Vâng, em xin giới thiệu quý vị, đây là một đôi loa Pio, đây là một đôi loa Sony. Vâng, đôi loa Sony này gồm có, đây, nhìn này nó hơi mờ tí, nó gồm có 5 đường tiếng nhá. Đấy, một loa bass này, 1, 2, 3, 4 loa bên trong. Đấy, 4 loa trung tép. Đấy, đấy, đây. Đấy, con này thì của nó phải nói là chất luôn nhá. Đấy, đây em cho quý vị xem ngoại hình của nó luôn nhá. Con này là con đàn em của con 919 nhá. Hai con này nói chung em thấy cấu hình cũng giống nhau thôi. Đấy, đấy. Cấu hình cũng giống nhau. Vâng, đấy. Đấy. Đấy, đằng sau nó đây. Công suất của nó là 140W nhé, trở kháng 6 ohm này. 140W một loa. Và con này đánh tiếng thì hay lắm. Tiếng con này thì rất hay. Vâng. Đấy. Đây là một trong những dòng gọi là phải nói là rất hiếm nhé. Quý vị sẽ ít thấy bán những dòng này bởi vì những dòng này hiếm lắm. Người ta đã mua về rồi thì ít người ta bán những cái này đi lắm. Vâng. Loa 5 đường tiếng nhé. Đó là chất. Đấy. Nói chung là những dòng 5 đường tiếng này thì ít, phải nói là ít, cực ít, hiếm. Thường chỉ có 3 đường tiếng thôi. Và thường chỉ có 3 đường tiếng thôi nhá. Đấy. Thì, em đọc giá luôn nhá. Giá ví dụ như con MD919 thì của nó là khoảng 3 triệu 7, 3 triệu 8. Và em bán. Thì những đôi này thì em bán sẽ rẻ hơn nhá. Đấy, đôi này thì của nó làm quý vị nào lấy thì em bán là 3 triệu 190 nghìn nhá. Giá rất sốc luôn, chắc là rất khó kiếm những đôi này nhá. 3 triệu 190 nghìn. Vâng. Đấy. Quý vị nào lấy alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Vâng. Hoặc quý vị nào cần xem hàng thì có thể qua địa chỉ số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và những đôi này thì nói cực ít luôn, không hề có nhiều nhá. Không hề có nhiều. Vâng. Thì quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Vâng, em xin cảm ơn.